Hôm nay tôi dẫn bạn về chơi với phong cách HKT phiên bản lỗi, cùng xem phản ứng của em gái tôi như thế nào nha. Em, chị nhắc bạn đi về chơi nè. Trời, gì vậy? Hai người đi lộn đoàn phiến nào vậy? Em quê mùa quá, không cập nhật xu hướng đúng không? Đây là hot trend hiện tại đó. Hôm nay yêu em rồi, người bé ơi. Oh, to come me. Đây cô bé ơi, chậm chậm thôi chơi bước đi nha. Đừng vội bắt trên ái tim anh. Người nào có ước mơ trong anh, hạt mưa hãy rơi. Được gần em bên bút giây thôi, và ánh mắt đau quá xa xôi. Giữa ước mơ ước mơ thôi, này anh vẫn tin. Mình có em này người ơi, chơi ước đi. Đừng để bắt trời, trời, trong... Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì này khó câu quá vậy? Ủa? Ôi, chịu không nổi. Tôi mà ôi, ôi, nhức cũng nhức ruột luôn á. Bà làm cái gì vậy? Uống thuốc chưa? Thấy nó lạc lòng quá nên tôi tặng nó một cái đầu màu xanh. Có vẻ nó không thích nhưng cũng chịu phối hợp lắm. Phong cách, đứng ở dưới đi nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Phong cách, phong cách, phong cách. Nhìn đi chẳng ba cột đèn giao thông. Nhảy như gì tuyệt vậy? Uống thuốc chưa? Mày xong rồi. Chưa nó có một tí mà nói chung tôi thật mọi người à.